Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Bữa hôm nay thì mình đi trượt tuyết này. Trượt tuyết lần này cũng là do trường mình đứng ra tổ chức nha. Nhà trường đứng ra chi trả cho hết á. Nhưng mà chỉ có cho du học sinh đi thôi nha. Ai muốn đi thì đăng ký rồi tham gia thôi á. Hôm nay thì có khoảng 20 bạn tham gia nha. Nhà trường mình tổ chức tháng 2 đợt á. Đợt 1 là đi một lần vào tầm tháng 1 rồi. Và bây giờ đang là đợt 2 nha. Đi vào tầm tháng 2 á. Hiện giờ là 8 giờ sáng nha. Bọn mình vừa mới lên ô tô xong. Đi từ chỗ trường mình đến cái chỗ trượt tuyết là mất tầm 1 tiếng đi ô tô nha. Lần này mình được đi trượt tuyết tại Apikogen nha. Nó là cái cao nguyên Api nha. Cái chỗ này cũng là một cái khu nổi tiếng về trượt tuyết ở trên thế giới luôn đó các bạn. Mình sẽ tính sơ qua cái chi phí mà cả ngày hôm nay nhà trường họ trả cho mình á. Là cái tiền đi lại bằng ô tô, họ thuê cái xe buýt này là một người khoảng tầm 1 man nha. Vé vào khu trượt tuyết thì cứ một người tầm 5 sen nữa. Tiền thuê bộ đồ trượt tuyết thì cũng 5 sen nữa. Thì tổng cộng là 2 man nha. Là khoảng tầm 4 triệu mình á. Nhà trường mình hoàn toàn không thu học phí của du học sinh nha. Một năm thì du học sinh lại được đi nhiều hơn cả người Nhật nữa. Mình đi một năm chắc tầm 3 đến 4 bữa đi chơi như thế này mà người Nhật thì cũng họ cũng chẳng có mấy chuyến đi chơi như thế này đâu. Mấy 4 cây nữa. Happy Resort. Tới cái chỗ này đi đến đâu cũng nhìn thấy tất cả là tuyết không luôn á. Mấy cái chỗ mà tuyết nó phủ trắng xóa như này là các bạn thực chất đó là cánh đồng nha. Mùa đông ở Nhật thì mấy cái cánh đồng ở Nhật nó bỏ hoang luôn á. Nhìn nó mềm mịn trắng xóa vậy thôi chứ lội xuống dưới là ngập đến bụng đến ngực luôn á các bạn. Chỗ này phải hơn 1 mét luôn á. Đi đến đây là có thể nhìn thấy cái địa điểm trượt tuyết của bọn mình rồi kìa các bạn. Đó là cái quả núi to đùng ở phía trước mặt các bạn luôn á. Các bạn nhìn ở đây mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang là âm 7 độ rất là lạnh luôn á. Mà ở đây có một con suối nó chảy quanh năm luôn này. Nhìn cái suối rất là đẹp luôn nha. Chắc chắn là gần đây là có một cái suối nước nóng á. Nhìn cái chỗ này tuyết nó dày còn cao hơn cả nhà luôn đó các bạn. Hiện tại là khoảng 9 rưỡi sáng rồi á, mặt trời cũng lên khá là cao rồi. Bên ngoài trời nhiệt độ đang âm 7 độ mà nắng chiếu vào cái cửa kính ở ô tô này nè các bạn, mình đã rát cả mặt luôn á. Bên ngoài gió rất là to luôn nha. Gió nó thổi tuyết mà bay mịt mù luôn kìa. Nhìn những cái ngôi nhà ở đây họ thiết kế rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Mình đi đến nơi rồi nha. Và các bạn nhìn gió ngoài trời với tuyết ngoài trời nè. Gió cũng rất là mặn luôn nha. Tuyết thì cả đống luôn á. Ngoài trời đang âm 7 độ nha. Nó cũng báo hiệu gió to nhỉ. Bây giờ bọn mình sẽ thay sang cái bộ đồ để đi trượt tuyết nha. Mấy cái giày ở đây là nhà trường chuẩn bị cho bọn mình á.
Cái lúc mà bọn mình đăng ký ở trường ấy, thì là ở trường họ có cho mình thử xem là mình mặc size bao nhiêu á. Thì bọn mình thử xong rồi là hôm nay nhà trường chuẩn bị để sẵn ở đây cho bọn mình nhỉ. Ở trên mỗi cái bộ đồ như này là có ghi tên của từng người một nhé. Giờ mình sẽ tìm đến cái bộ mà có ghi tên của mình lấy và mình thay nha. Đây là quang cảnh ở bên ngoài này các bạn, nhìn trông rất là thiết luôn, rất là rộng luôn nữa. Phía trước các bạn là cái khách sạn á, cũng khá là nổi tiếng ở đây. Một bộ như vậy là cùng có một cái áo, một cái quần với một cái kính mắt kính ấy, với cả một cái mũ len nha. Bây giờ mình đi lấy thêm đôi giày nữa rồi bắt đầu mặc vào trong người nha. Giày họ cũng đánh tên từng người một vào rồi nên là không ai lấy của ai. Ngồi luôn. Một tay em một tay trái trên lên luôn. Đi đây cầm này này. Đây ha. Lạnh. Gì mình cắt đây nè. Đây à? Nhìn này dễ thương không? Cái đôi nhỏ xíu. Một cái quần, một cái áo, một cái mũ len với một cái kính nha. Đây. Đây. Cái áo này là cả cái đoàn mình hôm nay là mặc ở bên ngoài á, để mà lát nữa đi tập trung đi ra ngoài chơi trực tiếp thì là tìm nhau cho nó dễ. Cái quần mà người ta phát cho mình đó các bạn, ở bên ngoài với cả bên trong đều là cái lớp nhựa như kiểu cái quần áo mưa của mình á, để mà cái tuyết nó không thấm vào bên trong được. Giày thì rất là nặng luôn nha các bạn, nó làm bằng nhựa cứng á, nên là đi bộ bình thường thôi cũng rất là khó khăn luôn. Các bạn nhìn cái cắt mà nó cài vào cũng rất là chắc luôn nhỉ. Có tổng cộng 4 cái nút cài vào nha. Như vậy thì mới đảm bảo là đang chơi trượt tuyết thì tuyết nó không rơi bên trong người mình được đấy các bạn. Chứ tuyết nó rơi ở bên trong thì rất là lạ luôn nha. Cái bộ đồ trượt tuyết mà đi như thế này là các bạn, nếu mà thuê ở bên ngoài thì cả tiền triệu đấy luôn nha.
Nãy giờ có mỗi mặc bộ quần áo trượt tuyết với cả đi cái giày thôi mà hơn 30 phút rồi các bạn. Đây, có chịu. Các cái phần ấy ra là đi khó nhỉ? Ừ, cái đôi giày này đi khó thảo nào tao nãy bảo sao cái ông ấy đi kỳ. Hóa ra là mọi người đi cái này đều kỳ á. Không phải mình cái ông đó đó. Nhìn nó kỳ, đi khó ấy. Giờ đi thêm cái đôi găng tay nữa rồi bắt đầu đi ra ngoài trượt tuyết nha. Đi cái giày trượt tuyết này vào rồi mà đi bộ rất là khó luôn nha các bạn. Nhìn mọi người đi là biết kìa. Đang đi bình thường mà đi như thế này là đi như robot đấy. Gió rất là mặn luôn á, và nhiệt độ ở đây cũng lạnh nữa. Chỗ này nó có cái khách sạn này, API nó rất là to luôn. Chỗ này là cao nguyên API nha. Buổi mùa hè thì nó sẽ là cao nguyên, còn buổi mùa đông thì sẽ là cái khu trượt tuyết. Kia có cái kiểu cái gì nhỉ, cái cáp treo để leo lên trên, leo lên trên để trượt xuống dưới. Video của mình đến đây cũng dài rồi á, hẹn các bạn ở video lần tới nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem, cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình đấy nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.